Chào các bạn, tập thân mình hôm nay cô Trang Anh sẽ tiếp tục chuỗi tổng ôn trước thi. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyên đề về câu bị động. Bạn thân mến, với cái phạm trù về câu bị động này thì nó sẽ có cả trong bài thi chủ quốc gia. Ở trong cái bài thi chủ quốc gia thì cái phạm trù về câu bị động này nó sẽ có trong cái dạng bài chọn đúng. Thế còn ở trong cái bài thi vào 10 thì nó sẽ có dưới cái dạng sau. Nó có thể là ở cái dạng chọn đúng như này, hoặc nó sẽ có thể ở cái dạng viết lại câu như này, hoặc nó cũng có thể ở cái dạng bài tập phát hiện lỗi sai nữa. Ok, và với cái dạng bài về câu bị động này, nó còn có cả ở trong cái form đề minh họa 2025. Như vậy thì cái buổi học hôm nay của cô trai sẽ hỗ trợ được cho rất nhiều nhóm đối tượng. Buổi học hôm nay phù hợp với các bạn 2K6, 2K9, thậm chí 2K7, 2K8 cũng có thể theo dõi chương trình này được. Ok, các bạn thân mến, với chương trình buổi trưa, chúng ta chỉ có khoảng thời gian là 30 đến 40 phút thôi. Nên là mình thực hiện tác phong hết sức nhanh nhẹn, khẩn trương em nhé. Và cái chương trình này của cô cho anh duy trì đều đặn từ giờ tới lúc 2K6 thi. Nên là với cái chương trình buổi trưa này của chúng ta, với cái chương trình duy trì đều đặn từ giờ đến lúc mà 2K6 đi thì nó sẽ đi qua được hết toàn bộ những cái phạm trù kiến thức trọng tâm chắc chắn sẽ có trong thi. Em nhớ cho cô là những cái phạm trù mà cô Trang hướng dẫn trong những cái buổi trưa này là những cái phạm trù mà chắc chắn sẽ có trong thi, chắc chắn chúng nhá, được không ạ? Rồi, ok, bạn có thể hiểu coi đây như một cái buổi học tổng ôn cũng được, bởi vì cô Trang sẽ hệ thống lại phần kiến thức cho em. Nói chung là mỗi một buổi học là mình học cái buổi hôm nào sẽ trúng buổi hôm đấy. Nói chung là học cái phạm trù kiến thức nào sẽ trúng cái phạm trù kiến thức đó luôn. Ok, các bạn sẵn sàng chưa? Nếu các bạn sẵn sàng rồi, chúng ta sẽ bắt đầu buổi học hôm nay của mình luôn nhé. Hôm nay cô Trang sẽ hỗ trợ bạn với cả hai dạng bài, tức là dạng bài về trắc nghiệm và dạng bài viết. Bây giờ cô Trang sẽ hướng dẫn các bạn với dạng bài trắc nghiệm trước. Dạng bài viết thì cô Trang sẽ hướng dẫn sau. Ok không ạ? Rồi, các bạn thân mến, nếu như các bạn không thấy cô cho anh nhắc gì cả thì cứ đúng lịch 12 giờ nhờ các bạn vào học. Nhờ cô sẽ cùng với các bạn tổng ôn kiến thức trong khoảng gian 30-40 phút thôi. 30-40 phút, khoảng thời gian nó cũng không nhiều. Nhưng mà cái giá trị của buổi học nó sẽ giúp cho các bạn có thể lấy được điểm với cái dạng bài đấy và những nội dung mà chúng ta học đấy chắc chắn có trong thi. Ok không ạ? Sao chưa? Sẵn sàng chưa? Thế nhá, rồi các bạn gọi nhau vào học giúp cô và chúng ta bắt đầu buổi học luôn này. Bây giờ cô sẽ hỗ trợ em với cái dạng bài tập mà cái phần câu bị động nhưng ở dưới dạng trắc nghiệm thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Với cái dạng bài tập từ câu 16 trở đi này chính là dạng kiến thức về phần câu bị động ở dưới dạng bài tập trắc nghiệm ấy, thì nó sẽ là cái dạng bài mà có trong cái đề thi Trung học gia của anh chị 2K6. Đúng ạ. Rồi, và có ở trong cái dạng bài tập trắc nghiệm ở trong cái form đề thi vào 10 của các sở thi theo form trắc nghiệm. Đấy nhá. Thế còn nếu sở em mà thi theo form tự luận thì cái dạng bài về câu bị động nó có thể dưới dạng viết lại câu như thế này. Ok, chúng ta có này. Với cái câu số 16 của chúng ta, chúng ta sẽ phải xét xem là cái câu này sẽ ở dạng chủ động hay bị động. Vậy để xét xem được câu này ở dạng chủ động hay bị động thì bạn sẽ phải căn cứ cho cô bằng cái từ là by. By the cleaning service, bởi cái dịch vụ dọn dẹp. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là có by cộng với tân ngữ thì nó sẽ là bị động. Hoặc em có thể căn cứ bằng chủ ngữ của em. Chủ ngữ của em là từ chỉ người hay là từ chỉ vật. Thì bạn sẽ thấy có mặt của từ sau. Của từ house là ngôi nhà, đúng không ạ? Danh từ chỉ vật. Với danh từ chỉ vật thì xem là cái chủ thể này có tự thực hiện hành động được hay không. Cô có động từ clean là dọn dẹp. Vậy thì ngôi nhà nó không thể tự dọn dẹp được mà phải được dọn dẹp. Vậy ở đây cô sẽ phải cần bị động. Nếu cần bị động thì cô sẽ tự động bỏ được cái D, vì D cô là chủ động gửi tới đơn. Nhờ cô còn ý A, ý B hoặc ý C. Em căn cứ bằng từ every là dấu hiệu của thi hiện tại. Vậy thì căn cứ bằng từ every, cô sẽ suy ra đây là thi hiện tới đơn. Căn cứ bằng by the cleaning service, căn cứ bằng chủ ngữ là the house, thì cô suy ra đây là bị động. Vậy thì em sẽ phải suy ra bị động của hiện tại đơn, đúng không ạ? Bị động hiện tại đơn có cái công thức là gì? Em nhìn thấy cô này ở cái mục chủ động bị động thì cô sẽ thấy là thì hiện tại đơn chủ động nó như này. Thế còn bị động nó sẽ là chủ ngữ cộng với amir và phần từ hai. Vậy thì theo cái cấu trúc như vậy, cô sẽ dễ dàng chọn được câu số 16 của chúng ta là ý C. Rồi với câu số 17, cho em sẽ căn cứ cho cô bằng in the 19th century. Vào thế kỷ thứ 19. Vậy thì bây giờ là thế kỷ 21.
Chờ, vậy thì kể về cái thế kỷ thứ 19, vậy nó sẽ là mốc thời gian trong quá khứ. Vậy cô sẽ suy ra được câu này cô sẽ chia thì quá khứ đơn. Chờ, nếu chia thì quá khứ đơn thì cô sẽ không chọn ý B. Ý B với cái cấu trúc là was being cộng với phần từ hai, nhìn này. Chờ, với cái cấu trúc là was being với phần từ hai, nó là bị động của thì quá khứ tiếp diễn cơ nhá, nên là cô sẽ chọn, cô bỏ đáp án ý B. Rồi tiếp này, bây giờ cô sẽ thấy như sau này. Căn cứ bằng cái anh là by a famous author, bởi một tác giả nổi tiếng, vậy là bị động. Rồi, có by cộng với tân ngữ suy ra cô là cô bị động. Nếu bị động thì cô sẽ bỏ ý D, vì D của cô là chủ động của thì quá khứ đơn. Chờ, vậy cô sẽ chỉ còn A hoặc là C mà thôi. Giờ bạn thấy được là A và C. Giờ đây chúng ta phải thấy là căn cứ bằng cái thành phần by cộng tân ngữ này, cô suy ra cô bị động này. Chờ, căn cứ bằng cái dấu hiệu trại ra này, thì cô suy ra đây sẽ là bị động của thì quá khứ đơn. Chờ, giống cho cô công thức trong bài này, thì cô sẽ thấy được là thì quá khứ đơn ở dạng bị động, nó có cái cấu trúc là chủ ngữ cộng với was hoặc was cộng với phần từ hai. Chờ, theo hướng như vậy thì cô sẽ dễ dàng chọn được câu bài của chúng ta là ý A. Nhờ, tại sao chọn A mà không phải chọn C? Bởi vì chủ ngữ của em là book, cuốn sách, có một cuốn sách thôi, nên 17 cô chọn được ý A. Chờ, sau câu số 17 chuyển cô sang câu số 18. Với câu số 18, bạn xem cô sao ấy, căn cứ bằng cái chủ ngữ của em là từ house, là ngôi nhà, danh từ chỉ vật, đúng ạ? Đấy nhá, với chủ ngữ này cô là chủ ngữ số ít này. Nếu chủ ngữ số ít thì động từ của em phải chia số ít. Ý ở cô động từ chia số nhiều là sai, đúng không ạ? Ý C động từ have là sai. Cô bỏ được hai đáp án rồi này. Tiếp này cô sẽ thấy được là với cái động từ là sold, là quá khứ của từ sell. Thì ở ngôi nhà được bán cho một chủ mới. Vậy thì ngôi nhà phải bị bán chứ tự nó không bán được. Vậy thì nếu như chủ thể không tự thực hiện hành động được thì nó sẽ là bị động. Vậy thì ý B chúng ta có cái cấu trúc là will cộng với be cộng với being, nó là thì hiện thì tương lai tiếp diễn ở dạng chủ động. Ở đây cô cần bị động cơ. Do đó với câu số 18 cô chọn được câu lại ý D. Nhưng cái câu này nó không có dấu hiệu nhận biết về thì nó sẽ loại trừ phương án như vậy. Rồi xong câu số 18 chuyển cô sang câu số 19. Với câu số 19, đầu tiên cô sẽ căn cứ bằng cái dấu hiệu chạm từ thời gian. Đó là từ right now, nhựa với từ right now, ngay bây giờ. Vậy đây sẽ là dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn. Đến giờ phút này và nhìn vào động từ phải nhận ra được nó thì gì rồi. Chờ, thì hiện tại tiếp diễn, đúng không ạ? Thì bạn sẽ xem này, thì hiện tại tiếp diễn, bây giờ em nhìn cho cô này. Cô sẽ thấy là ý D của cô thỏa mãn là thì hiện tại tiếp diễn. Nhưng ở đây cô lại có by cộng với tân ngữ, vậy đó là bị động. Nếu bị động thì cô sẽ không chọn ý D, ý D cô là chủ động hiện tại tiếp diễn, đúng nhỉ? Bây giờ em sẽ sống cho cô này, thì hiện tại tiếp diễn chủ động nó như này. Khi nó chuyển sang bị động nó sẽ là chủ ngữ cộng với am here, being với phần từ hai. Trở về đi với câu này, cô sẽ chọn được 19 của chúng ta là ý C. Nhớ, dịch là cái chiếc ô tô đó đang được sửa chữa bởi người thợ máy đấy bây giờ. Rồi, sau 19 chuyển cô sang với câu số 20 này. Câu số 20, em sẽ căn cứ cho cô bằng cái dấu hiệu trạng thời gian. Đó là từ next, là dấu hiệu của tương lai, đúng không ạ? Rồi, tương lai thì bây giờ em sẽ thấy được là lại căn cứ bằng by the company. Chờ, bởi cái công ty đó, vậy cô sẽ thấy được là phía sau của cô có tương lai, phía trước có by cộng tân ngữ. Vậy từ đó cô sẽ, nó sẽ là bị động của thì tương lai đơn. Chờ, xem này, thì tương lai đơn. Đây rồi. Chờ, chúng ta có cái thì tương lai đơn này. Ở dạng bị động nó sẽ là chủ ngữ cộng với will, cộng với be, cộng với phần từ hai. Như vậy thì theo cái cấu trúc như vậy, nhờ cô sẽ dễ dàng chọn được câu số 20 của chúng ta là ý A. Nghĩa dịch là cái sản phẩm mới này sẽ được ra mắt nhờ. Nhờ gì là cái sản phẩm mới đấy sẽ được công ty cho ra mắt vào tháng tới. Ok chưa? Nhờ bạn thấy cô trai giải như vậy có nhanh quá không ạ? Rồi xong câu đấy chuyển cô sang với câu số 21. Trở với cái câu số 21 em thấy là có by này, nó là by the mechanic. Trở về by cộng với tân ngữ, vậy nó sẽ là câu bị động, đúng không ạ? Đấy nhá, cô có với từ sau. Vậy từ mechanic là thợ máy. Vậy là by cộng với tân ngữ nó sẽ là bị động. Trở nếu là bị động thì cô thấy rằng là ý A là bị động của quá khứ tiếp diễn, ý B là bị động của hiện tại tiếp diễn, ý D à ý C là bị động của quá khứ hoàn thành, và ý D là bị động của thì quá khứ đơn. Vậy là bốn phương án đều là bị động cả. Trở về thì bạn sẽ phải xét xem là ở trong cái câu này chúng ta sẽ dùng bị động của thì gì. Trở về thì bạn thấy được là có cái từ while là trong khi. Trở về thì với câu này chúng ta sẽ phải dịch câu để xem là nó sẽ phối thì kiểu gì. Vậy dịch là trong khi tôi đang đợi ở cái shop đó.
thì cái chiếc ô tô của tôi đang được người thợ máy sửa. Vậy là hai động này xảy ra song song đồng thời với nhau. Chờ trong lúc tôi đợi thì người thợ máy sửa xe cho tôi. Hai động xảy ra song song đồng thời với nhau chia cùng thì. Động từ phía sau chia quá khứ tiếp diễn thì suy ra động từ phía trước của chúng ta cũng sẽ chia quá khứ tiếp diễn. Và bị động của quá khứ tiếp diễn nhờ chúng ta có cái cấu trúc như sau. Chợt thì quá khứ tiếp diễn bị động là chủ ngữ cộng với was hoặc was cộng been với phần từ hai. Như vậy thì với câu này cô sẽ chọn được hai book của chúng ta là IA. Chợt xong câu số 21 chuyển cô sang câu số 22. Với câu em sẽ căn cứ bằng từ before, đúng không ạ? Căn cứ bằng was omitted. Vậy thì cô sẽ nhớ tới cái cấu trúc sự phối thì với before. Đấy. Chợ với cái phạm trù là sự phối thì với before. Đợi cô một xíu. Chợ cô cho em sẽ chiếu cái phạm trù đó cho em đây. Chợ với cái phạm trù đó là từ before hoặc là by turn. Thì nó sẽ là trước thì chia quá khứ hoàn thành, sau thì chia quá khứ đơn. Sau nó đang chia bị động quá khứ đơn rồi. Vậy trước nó sẽ phải chia thì quá khứ hoàn thành. Đúng không ạ? Nhờ quá khứ hoàn thành nó sẽ có cái cấu trúc là had cộng với verb phân từ 2. Vậy theo cấu trúc như vậy cô sẽ bỏ được ý B, đúng không ạ? Bỏ được ý D. Giờ đây cô lại có là by the manager, bởi người quản lý. Vậy là by cộng với tân ngữ nó sẽ là bị động. Nhờ vậy thì bị động của quá khứ hoàn thành người ta chèn been vào giữa. Vậy thì với câu số 22 không có gì bàn cãi. Cô chọn được câu số 22 của chúng ta là ý C. Chợ tương tự như vậy với câu số 23. Đầu tiên em sẽ căn cứ bằng cái dấu hiệu nhận biết về thì trước. Thì bạn sẽ căn cứ bằng từ sau. Căn cứ bằng từ next là dấu hiệu của tương lai, đúng không ạ? Đấy nhá, tiếp này. Vậy thì bạn sẽ thấy được là ở đây cô lại có by the school committee. Chợ bởi hội đồng nhà trường. Vậy đây cô sẽ có by cộng với tân ngữ nó sẽ là bị động. Nhớ rồi, đầu sau với từ next là tương lai. Đây cô lại có từ event là sự kiện, có một sự kiện thôi. Nếu có một sự kiện để động từ cô phải chia số ít. Chợ ý B cô động à, ý D cô động từ chia số nhiều là sai. Chợ ở đây cần bị động thì ý C của cô là were cộng với verb nguyên dạng chủ động của tương lai đơn nên C sai. Vậy cô sẽ chỉ còn ý A hoặc là ý B mà thôi. Chợ ý A nó sẽ là bị động của thì tương lai đơn. Chợ bị động của thì tương lai đơn có cái cấu trúc như sau. Thì tương lai đơn này bị động nó là chủ ngữ cộng với were cộng với be có verb phân từ hai nhá. Phải là be cộng với verb phân từ hai cơ. Trong đó mẹ thấy được là có were, có be nhưng mà lại verb nguyên dạng lên A sai. Vậy thì với câu này cô sẽ chọn đáp án là ý B. Nhờ ý B với cái dạng là he going to be verb phân từ hai. Xem cho cô này. Chờ chúng ta sẽ có với cái thì tương lai gần. Thì tương lai gần ở dạng bị động nó sẽ là chủ ngữ cộng với am here going to be verb phân từ hai. Chờ vậy thì với câu này cô sẽ chọn được đáp án của chúng ta sẽ phải là anh ý B. Chờ với câu số 24 tương tự như vậy. Chờ với câu số 24 em sẽ thấy được là chủ ngữ của em là report bài báo cáo. Chờ có lại có động từ complete là hoàn thành. Bài báo cáo không tự nó hoàn thành được mà phải được hoàn thành. Vậy thì cô sẽ phải cần ở đây là bị động. Chờ ý A với cái cấu trúc là should. Ok, cộng với phương nguyên dạng nó sẽ là chủ động nhá của động từ quyết thiếu. Ý A sai. Rồi tiếp này ý C với cái cấu trúc là will. Be verb in là thì tương lai tiếp diễn dạng chủ động lên C sai. Ở đây cô cần bị động cơ. Đúng không ạ? Rồi tiếp này bây giờ cô còn B và D. Nào với câu số 24 bạn sẽ chọn câu là ý B hay ý D ạ? Chờ câu số 24 cô thấy bạn Trường chọn ý B nhá. Cẩn thận này. Khi mà nó có hai phương án ấy, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ phải cân nhắc kỹ xem là giờ chúng ta sẽ chọn phương án này hay là chọn phương án kia. Tại sao mình chọn phương án này mà mình không chọn phương án kia? Phải xét kỹ nhá. Chờ chúng ta sẽ thấy như sau này. Ý D với cái anh là must cộng với be với phần thứ hai nó là bị động của động từ khuyết thiếu. Nhớ thế còn anh ý B thì sao? Với cái anh ý B là động từ là need. Em nhớ cho cô ấy rồi. Giờ chúng ta có cái cấu trúc là sau cái từ need. Nhớ đây là hai chữ E của cô đấy. Cứ có cái cấu trúc là sau cái từ need. Nhớ nó cộng với verb nguyên dạng. Nhớ thì cái động từ need này đóng vai trò là động từ khuyết thiếu. Được không ạ? Rồi tiếp này cô sẽ thấy là với cái động từ là need đằng sau nó sẽ cộng với to verb thì nó sẽ là động từ thường. Chứ nếu là động từ thường thì nó sẽ phải chia thì của câu. Được không ạ? Vậy thì bạn sẽ thấy như sau này. Cô thấy đằng sau cái từ need có to verb vậy là động từ thường. Động thường nó phải chia thì của câu. Ở đây với chủ ngữ là gì? Nhớ với chủ ngữ là report báo cáo danh từ số ít. Với danh từ số ít giả dụ ý B đúng nó phải có S nó mới đúng cơ. Chờ vậy thì bạn thấy ý B của cô sai. Do đó 24 bằng phương pháp loại trừ. Cô chọn được câu 24 là ý D. Nhớ.
Cô cho em thấy các bạn ấy kêu là mặn lắm. Các bạn khác có thấy mặn lắm không ạ? Cô cho em đang phát live stream trên một thiết bị và xem live stream trên hai thiết bị khác. Thì cô thấy mạng ổn không lắm đâu em ạ. Đấy nhá. Rồi tiếp này với câu số 25 tương tự như vậy. Với câu số 25 cô có như rồi. Cô thấy có động từ là need. Nhờ xem cho cô nhé. Động từ này của cô có S vậy sẽ ra động từ thường. Chờ, nếu được động thường nó sẽ có cái cấu trúc là somebody. Nếu chủ ngữ của em chỉ người thì đằng sau nó sẽ cộng với to verb. Chờ, nếu chủ ngữ của em là chỉ vật đó ạ, thì đằng sau nó sẽ cộng với to be verb phân từ 2. Chờ, hoặc nó sẽ cộng với verb in. Đó, có hai hướng như vậy. Giờ về câu dịch là cái phòng này, chủ ngữ của em là cái phòng danh từ chỉ vật. Vậy nếu chủ ngữ của em là something thì nó sẽ cộng với hoặc to be verb phân từ 2 hoặc là verb in. Chờ, vậy thì bạn sẽ thấy rằng là ý B to verb không được, ý D verb nguyên dạng không được. Hoặc là to be verb phân từ 2 hoặc verb in thôi, chứ không phải là being verb phân từ 2 đâu. Nên 25 ý C của chúng ta sai. 25 cô chọn được câu đấy là ý A. Đấy, cô thấy các bạn vẫn sai câu này này. Nhá, có mấy câu cái cuối là các bạn sai rồi. Tiếp này với câu số 26 của chúng ta. Chờ em sẽ căn cứ bằng từ bottom. Chờ căn cứ bằng động từ arrive là động từ hiện tại. Chờ về đây nó sẽ thuộc cái phạm trù về sự hòa hợp giữa... Đây sẽ là cái phạm trù về sự phối thì. Thì em nhìn cho cô ấy, chúng ta có cái cấu trúc là by the time cộng với chủ ngữ cộng với hiện tại đơn. Thì mệnh đề còn lại của em sẽ chia tương lai hoàn thành. Có một vế hiện tại đơn thì vế còn lại của em sẽ chia tương lai hoàn thành. Em thấy được là sau cái từ by the time em có động từ arrive. Động từ để cô chia hiện tại. Chợ nếu như mệnh đề của by the time mà chủ ngữ pháp hiện tại thì mệnh đề bên này của cô sẽ phải dùng thì tương lai hoàn thành. Đúng không ạ? Tương lai là phải có từ will. Ok, hoàn thành là phải là have cộng với verb phân từ 2. Nghĩa. Vậy thì bạn sẽ xem cho cô như sau này. Theo cấu trúc như vậy thì ý A của cô chia bị động của tương lai đơn là sai. Đúng không ạ? Ý D chia quá khứ hoàn thành là sai. Vậy cô có là ý B thỏa mãn cấu trúc của tương lai hoàn thành là will, have verb phân từ 2. Nhưng mà ở đây chủ ngữ của em là work, là công việc. Động từ finish là hoàn thành. Chờ công việc không tự hoàn thành mà phải được hoàn thành. Vậy thì cô sẽ phải cần chia bị động của thì tương lai hoàn thành nhá. Em nhớ cô là với cái thì tương lai hoàn thành này đó ạ, với thì tương lai này đây ạ, thì tương lai hoàn thành dạng bị động của nó sẽ là chủ ngữ cộng với will, have been cộng với verb phân từ 2. Cho vậy thì áp cái cấu trúc đó vào. Nhờ câu 26 cô chọn được câu đấy của chúng ta là ý C. Chờ xong câu số 26 chuyển cô sang câu số 27. Chợ với cái câu số 27, 28, 29, 30 nó sẽ là thuộc cái phạm trù về phần bị động đặc biệt. Nhờ bây giờ cô Tranh sẽ dạy sang cái phạm trù về bị động đặc biệt đó cho em nhé. À thôi mà để cô để lại câu số 27, 28, 29 lại. Nhờ tí nữa cô dạy đặc biệt đặc biệt cô sẽ quay lại chữa câu đó cho em. Bây giờ cô sẽ chữa câu 30, 31 trước này. Chợ với câu số 30 đầu tiên nhờ chúng ta thấy được là đây cái câu này mình nó không có dấu hiệu nhận biết về thì. Vì nó không có dấu hiệu như vậy thì chúng ta sẽ phải, nghĩa là chúng ta sẽ phải làm phương pháp loại trừ bớt đi. Đấy nhá, cô sẽ có với cái chủ ngữ của em là từ sau. Đó là từ decision. Cứ có từ decision, nhận là đang chia ở số ít. Vậy nếu chủ ngữ là số ít thì động từ của em không thể chia số nhiều là are nhỉ được. Thế thì của cô sai. Được không ạ? Rồi tiếp này ở đây cô có từ by the committee, bởi ủy ban, vậy là bị động. Nếu bị động thì cô sẽ không chọn ý B, vì B cô là chủ động của thì quá khứ hoàn thành. Cô cũng sẽ không chọn ý C vì C của cô là chủ động hiện tại thành. Vậy thì với câu này cô chọn được ý D. Nhờ dịch là quyết định được đưa ra bởi ủy ban. Nhờ sau khi đã có careful consideration. Cho cứ có từ careful là cẩn thận. Cứ có từ consideration nghĩa là xem xét cân nhắc. Nhờ sau khi đã có sự xem xét cân nhắc cẩn thận. Rồi với câu số 30 sau chuyển cô sang câu số 31. Với câu 31 thì câu này dễ hơn này. Chờ nó có cái dấu hiệu nhận biết về thì. Dấu hiệu nhận biết về thì ở đây đó là từ sau. Đó là từ recently, nhờ là dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành. Chợ hiện tại hoàn thành có cái cấu trúc là chủ ngữ cộng với have. Ok, hoặc là have cộng với verb phân từ 2. Chợ ý A cô đang chia bị động của quá khứ tiếp diễn, ý A sai. Chợ ý B thỏa mãn là thì hiện tại hoàn thành rồi, đúng chưa? Thế này, ý C của chúng ta là thì quá khứ hoàn thành ở dạng bị động, C sai. Ý D là bị động của thì hiện tại tiếp diễn, D sai. Như vậy thì bằng phương pháp loại trừ, câu này của chúng ta còn đúng cái anh ý B để mà chọn thôi nhá. Với cái câu số 32 của chúng ta. Chờ với câu số 32 chúng ta sẽ xem như sau này. Cô bảo với em là với cái động từ là need, nếu là động từ thường
đằng sau nó sẽ cộng với to verb nếu chủ ngữ của em là chỉ người. Thế còn nếu chủ ngữ của em là chỉ vật thì đằng sau nó sẽ có hai phương án để chọn. Hoặc nó sẽ chọn là to be verb phân từ 2. Hoặc nó sẽ là verbing. Để nhá, vậy xem cô rồi. Với cái câu này của chúng ta, giả dụ là ý A. Ý A đằng sau nó cộng to verb thì cô suy ra đây là động thường. Trợ với động từ need là động từ thường. Với chủ ngữ của em là số ít, nó phải thêm S mình mới sai tiếp. Nên ý A của cô sai. Trợ tiếp này, cô có động từ clean là dọn dẹp. Cái phòng không tự dọn dẹp được mà tự dọn dẹp. Vậy nó sẽ, sorry, cái phòng không tự dọn dẹp được mà phải được dọn dẹp, vậy là bị động. Trợ lý ý C đang dùng cái cấu trúc là must là động từ quy thiếu cộng vâng người dạng, vậy là chủ động. Bị động của nó phải là động từ quy thiếu cộng be cộng vâng phần thứ hai cơ, nên C sai. Trợ tiếp này, để mà chia theo cái cấu trúc là to verb với đằng sau là verbing ý, thì cái động từ này của cô phải thỏa mãn là động từ thường. Mà nếu động từ thường thì chủ ngữ của em là số ít, nó phải thêm S mới đúng, nên D sai. Do đó với câu này cô chọn được đáp án là ý B nhá. Ý B là bị động của have to. Nhờ xong câu số 32, trợ cô sang câu số 33. Trợ với cái câu số 33, căn cứ bằng từ every là dấu hiệu của thì hiện tại đơn. Vậy cô sẽ bỏ ý B vì có were là quá khứ, đúng không ạ? Cô sẽ bỏ ý C, đây là bị động của hiện tại thành này, đúng không ạ? Cô bỏ ý D là bị động của tương lai đơn. Vậy 33 cô chọn được câu đấy là ý A, rất là dễ dàng luôn. Đó dịch là cái những cái email này được kiểm tra và được trả lời, trợ cho khách được trả lời nhờ bởi cái dịch, bởi cái đội chăm sóc khách hàng mỗi ngày. Nhờ sau 33 chuyển cô sang câu số 34. Trợ với câu 34 cô có từ next là dấu hiệu của tương lai. Trợ có by cộng với tân ngữ nó sẽ là bị động của thì tương lai đơn. Xem cho cô này. Trợ bị động của thì tương lai đơn đây đúng không ạ? Bị động nó sẽ có cái cấu trúc là chủ ngữ cộng với will be verb phân từ 2. Như vậy thì cô sẽ dễ dàng chọn được đáp án của câu số này của chúng ta là ý D. Nhá, cô giảng hơi nhanh à? Ok, hôm nay thấy cô trai giảng hơi nhanh à? Rồi, hôm nay cô trai giảng hơi nhanh. Rồi, rất là xin lỗi các bạn. Bây giờ mới nhanh hay đoạn trước cũng nhanh rồi à? Nhưng bởi vì cô trai đang quan niệm là cái phần này dễ, nên là cô trai giảng nhanh hơn. Rồi, còn 15 phút còn lại, cô trai sẽ hỗ trợ em với phạm trù về bị động đặc biệt. Với cái phạm trù động đặc biệt này là cái phạm trù mà chắc chắn sẽ có trong cái chương trình thi của em. Bởi với nội dung này nó có trong sách này. Cho nên bây giờ cuộc cạnh với cái phạm trù về bị động đặc biệt. Giờ nhá, bạn nhớ cho cô là chúng ta học tổng ôn thôi. Và trước các buổi học thì cô cho anh đều nhắc nội dung học của buổi tiếp theo. Nên các bạn chịu khó làm trước bài đi. Thì bây giờ chúng ta sẽ chữa được nhanh hơn, chữa được nhiều hơn và chữa được hiệu quả hơn. Nhá, bây giờ bạn này, các bạn chú ý cho cô này. Với cái phạm trù về bị động đặc biệt thì bạn nhớ là phạm trù về bị động đặc biệt ấy, nó có rất là nhiều công thức. Nhưng mà trong cái chương trình thi của em ấy, thì nó sẽ chỉ nhấn vào cái phần là bị động đặc biệt của động từ chỉ quan điểm ý kiến. Nhá. Với phạm trù về bị động đặc biệt của động từ chỉ quan điểm ý kiến, thì nó sẽ có cái cấu trúc là chủ ngữ 1. Ở chỗ này các bạn nghe thật kỹ này, cô Trang giảng rất là chậm này. Nhớ bạn phải nghe thật kỹ tí bạn mới làm được bài, hoặc là bạn sẽ không làm được bài. Rồi cô sẽ có là bị động đặc biệt của động từ chỉ quan điểm ý kiến. Cô công thức là chủ ngữ 1 cộng với verb 1 cộng với that cộng với chủ ngữ 2 cộng với verb 2. Rồi những cái verb nào được chia theo cái dạng bị động đặc biệt của động từ chỉ quan điểm ý kiến này. Rồi với các động từ chỉ quan điểm ý kiến như là think, như là say, như là believe, như là rumor, ok, như là report. Nhờ những cái động từ chỉ quan điểm ý kiến này. Nhờ có nghĩa là verb 1 của em mà là những động từ này. Chờ vào nó theo cái cấu trúc này thì bạn sẽ nghĩ tới cái dạng bị động đặc biệt của động từ chỉ quan điểm ý kiến. Nó có hai cách làm. Cách thứ nhất là dùng là it. Rồi cộng với verb 1 chia bị động. Rồi sẽ cộng với là that, it 2, verb 2. Cái này rất là dễ. Chỉ cần đổi mỗi verb 1 về bị động thôi, còn đằng sau chúng ta chép nguyên. Với cách thứ hai là it 2, tức là đưa cái chủ ngữ sau that lên. Sau đó cộng với verb 1 chia bị động. Rồi nó sẽ có hai hướng. To cộng với verb 2 nguyên dạng nếu verb 2 verb 1 cùng thì. Và to cộng với have cộng với verb 2 chia phần từ 2 nếu verb 2 verb 1 khác thì. Bây giờ bạn sẽ nhìn cho cô như sau này. Làm cho cô với câu số 11. Nhớ này. Giờ đầu bài sẽ yêu cầu em viết lại như thế nào cho em không được chọn. Với câu 11 yêu cầu viết lại bằng it. Vậy thì cô sẽ áp nguyên công thức sau. Đó là it cộng với verb 1 chia bị động. Và toàn bộ từ và chúng ta chép nguyên. Bạn thấy được là verb 1 đứng sau chủ ngữ 1. Chủ ngữ 1 của cô là từ people, là người, đúng không ạ? Say của chúng ta sẽ là verb 1. Say của chúng ta đang chia hiện tại. Vậy xem này, bị động của thì hiện tại đơn.
Có cấu trúc là chủ ngữ cộng với amir và phần từ hai. Để nhớ. Vậy thì bạn sẽ thấy được là với chủ ngữ của em là it thì em sẽ phải dùng to be là is. Ok. Rồi, verb phần thứ hai của từ say là từ said. Đúng ạ, that. Toàn bộ đằng sau của chúng ta viết nguyên không đổi. Người ta nói rằng trung thực là chìa khóa để mà xây dựng cái mối quan hệ bền chặt. Rồi, với câu số 12. Với câu số 2, 12. Đầu bài yêu cầu viết lại bằng education là giáo dục. Vậy em xem cho cô là education nó ở đâu chui ra. Em thấy được là đứng sau that, education đứng ở đây. Vậy em thấy được là theo cái công thức của mình ấy, đứng sau that nó sẽ là S2. Chờ S2 lên làm chủ ngữ của câu education. Rồi sau đó làm sao đây? S2 này vẫn cộng với verb 1 chưa bị động. Chờ verb 1 của em đứng sau chủ ngữ 1 của em là people. Vậy verb 1 của em sẽ là từ believe. Chờ vậy bạn thấy là động từ đấy nguyên dạng này, vậy là hiện tại. Hiện tại thì cô sẽ dùng được là is, ok, believed. Nhớ thêm D vào cho cô. Rồi, sau đó nhá. Nó sẽ cộng với to, xem cho cô này. Verb 1 của cô là từ believe, là động từ hiện tại. Đằng sau cô có y là hiện tại. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là động từ verb 1 và động từ verb 2. Chờ lúc ấy bạn sẽ thấy rằng là verb 2 và verb 1 cùng thì. Chờ nếu cùng thì em sẽ dùng là to cộng verb 2 nguyên dạng. Verb 2 của em bây giờ là is, em phải đưa về nguyên dạng. Nguyên dạng của nó sẽ là to be, ok, the part where. Pathway to a brighter future. Thật sự là người ta tin rằng giáo dục là con đường dẫn tới tương lai tươi sáng. Thật giáo dục được tin là con đường dẫn tới tương lai tươi sáng. Ok chưa? Rồi tiếp này với câu số 13. Viết lại bằng he. He của cô đứng sau that. Vậy nó sẽ là chủ ngữ 2. Chờ chủ ngữ 2 cộng với verb 1 chưa bị động. Verb 1 của cô động từ này. Động từ này có ed. Vậy nó sẽ là thì quá khứ đơn. Chờ thì quá khứ đơn đây ạ. Thì quá khứ đơn bị động của nó sẽ là chủ ngữ cộng với was hoặc was cộng với phần từ hai. Thế nhá. Vậy đây cô sẽ thấy như sau. Với chủ ngữ của em là he, giờ em sẽ dùng động từ là was. Ok. Rồi tiếp theo này, giờ viết tiếp cho cô với cái từ tiếp theo em hạ xuống cho cô. Giờ bạn sẽ thấy với từ rumored hạ xuống nhá. Từ này với từ rumored nghĩa là đồn đại. Rồi sau đó em sẽ đặt to cho cô này. Em thấy là với cái động từ rumored có đuôi ed là quá khứ này. Đầu sau thì có động từ was là quá khứ, vậy là cùng thì. Vậy em thấy được là nếu như mà verb 2 với verb 1 cùng thì, thế dùng là to cộng verb 2 nguyên dạng. Vậy thì cô sẽ dùng được là to be, đúng không ạ? Involved. Đúng không ạ? In the crime. Toàn bộ sau của chúng ta giữ nguyên. Nghĩa dịch là người ta đồn rằng anh ta có dính líu đến cái vụ phạm tội đó. Chờ anh ta bị đồn là có liên quan tới cái vụ phạm tội đó. Rồi, tiếp này với câu số 14 của chúng ta. Ok chưa? Nào, với câu số 14, chúng ta có này. Động từ đằng trước của cô là động từ... À, cô này viết lại bằng he là chủ ngữ 2. Chủ ngữ 2 cộng với verb 1 chia bị động. Verb 1 cô là từ think. Chờ, vậy thì bị động của từ đơn nó sẽ là is. Và verb phần từ 2 của từ think là từ thought. Rồi, em thấy được động từ think là hiện tại. Nào, sau cô có động từ 2, động từ make là quá khứ của make. Em thấy được là động từ 1 là hiện tại, động từ 2 là quá khứ. Vậy là sẽ là verb 2 và verb 1 khác thì. Nếu verb 2 và verb 1 khác thì nó sẽ dùng là to cộng với have cộng với verb 2 chia phần từ 2. Vậy đây cô sẽ chia được đó là to, have, make đổi thành vẫn là made, a terrible mistake. Xong câu đấy của chúng ta, được không ạ? Rồi, thế còn với câu số 15 của cô thì sao? Chợ với cái câu số 15, chợ đầu bài yêu cầu viết lại bằng từ politician là vị chính trị gia. Vấn đề là cái từ the politician đứng đóng vai trò là chủ ngữ 2 nên làm chủ ngữ của câu. Vậy nó sẽ có cái cấu trúc là chủ ngữ 2 cộng với verb 1 chia bị động. Chợ verb 1 của mình là từ think, ok, hiện tại. Vậy bị động sẽ viết được là it talk, đúng không ạ, it talk. Rồi sau đó em đặt to. Em thấy được là động từ phía trước của cô là hiện tại, động từ phía sau của cô là tương lai, là khác thì. Nhưng lưu ý cho cô như sau: động từ phía trước là hiện tại, động từ phía sau là tương lai, khác thì nhá. Nhưng mà nếu động từ phía sau của em là động từ tương lai ấy, thì em chỉ dùng là to cộng với nguyên dạng thôi. Thế nên là sẽ dùng là to win. Nhớ là to win the election. Nhớ the election. Xong câu đấy của chúng ta. Lưu ý, mỗi một cái câu này, thực ra cái bài tập ở trong cái cuốn này toàn là những cái bài tập rất là cô đọng xúc tích thôi. Chờ cô đưa cái số câu rất là ít, nhưng mỗi câu của cô đều có một chú ý riêng. Đó chưa? Rồi, tiếp nhá. Bây giờ em sẽ quay lại cho cô còn mấy câu mà lúc trước cô cho anh bỏ này. Chờ cô có với câu số 27. Chờ với câu số 27, em xem cho cô rồi.
Chắc chắn là chủ ngữ của em là danh từ nhá. Chúng ta thấy được là chủ ngữ của em là danh từ không có s đấy, đúng không? Vậy cô có như sau: với từ breakfast là bữa sáng, danh từ không có s, vậy động từ của chúng ta không thể chia số nhiều được nên ý C của cô sai, được không ạ? Rồi thế này, nếu với cái từ là set, động từ chỉ quan điểm ý kiến, chờ bữa sáng được cho là được nói là, vậy bữa sáng không tự nói được mà người ta nói rằng bữa sáng, vậy thì cô thấy được là phải dùng ở bị động cơ, ý B của cô không phải bị động là sai. Chờ cả A và C đều dùng là is set, đúng không ạ? Nhưng một cái là to be và một cái là to have been. Vậy thì em có thể hiểu rằng là dùng cái to be này, tức là to verb nguyên dạng khi mà verb 1, verb 2 cùng thì. Thế ở đây là cô là dùng to cộng với have cộng phần thứ hai khi verb 1, verb 2 khác thì. Và dịch là bữa sáng được cho là cái bữa quan trọng nhất trong ngày. Vậy đây là sự thật hiển nhiên. Sự nhiên thì chắc chắn là động từ hai vế của chúng ta sẽ đều chia hiện tại cả. Vậy là cùng thì, nếu cùng thì cô sẽ dùng là to be thôi. Đấy nhá. Rồi chợ nào xem là với câu số 30, 28 của chúng ta. Với câu số 28 xem cho cô này. Chợ với câu số 28 giả dụ cô dùng ý B có được không? Ý B cô sẽ có là it was rumored. Nhờ về sẽ viết bằng it. Nhờ nếu mà viết bằng it nó sẽ là it cộng với verb 1 chia ở bị động. Rồi cộng với that. Sau đó nó phải cộng với S2, verb 2. Vậy cũng sẽ thấy đảm bảo là it was rumored cộng với that. Đằng sau nó phải có S2. Trong đó cô thấy từ này của cô có đuôi lia đuôi của trạng từ. Đúng chưa? Đằng sau cô có từ gotten married. Nhờ anh này cô là động từ. Trở về thì nó sẽ thiếu chủ ngữ 2. Nên ý B của cô sai. Trở tiếp này. Với cái câu này của chúng ta xem là ý D của chúng ta có được không? Ý D là dịch là họ bị đồn rằng. Chờ nếu như mà em không viết bằng chủ ngữ là it mà em viết bằng chủ ngữ khác ấy, đúng không? Thì đằng sau nó sẽ không còn that, không còn mệnh đề nữa, nên D sai. Chờ bây giờ em sẽ chỉ còn ý A hoặc là ý C mà thôi. Cả A và C đều có cái vế là he were, yeah, he were rumored. Chờ đều có to, nhưng mà to thì nó phải cộng như này. Chờ hoặc nó cộng với to verb nguyên dạng. Chờ hoặc là to have verb phần thứ hai. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là nếu giả dụ em chọn ý C nhá, thì nó sẽ là to này, sau đằng sau đến verb phân từ hai ngay, không có verb nguyên dạng đâu, nên C sai. Do đó với câu 28, cô chọn được câu đấy của chúng ta là ý A. Nhớ phần này khó, đúng không ạ? Dịch là người ta đồn rằng anh ta đã bí mật kết hôn, đúng không ạ? Mà không cho ai biết. Rồi, xong câu số 28, chuyển cô sang câu số 29. Chợ với câu 29, nếu dùng là it, nhớ, thì bạn sẽ phải quan tâm cho cô ấy rồi, đó là it thì phải cộng với verb 1 chia bị động, nhá. Rồi sau đó cộng với verb. Vậy thì ý C của chúng ta có it, nhưng lại không có verb chia bị động, lên C sai. Được không ạ? Rồi, nếu mà dùng cái dạng là will talk, động từ chia bị động như này, đúng không? Thì em phải dùng chủ ngữ của em là it, chứ không thể dùng chủ ngữ là people được. Chờ, nếu em muốn dùng chủ ngữ là people, thì phải là people think that. Chờ, phải dùng ở dạng chủ động cơ, people think that như này mới đúng. Vậy thì với 29, cô chọn được câu đấy là ý A, nhá. Rồi, cô còn câu số 35 nữa. Bạn nào xử lý cho cô xem là trên cái cơ sở cô giảng như vậy, thì với câu số 35 em sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok. Nào bạn nào xử lý cho cô được xem là với cái câu số 35 em sẽ làm được câu này của chúng ta như thế nào đấy ạ? Ok, bạn nào xử lý cho cô được với câu số 35 ạ? Ok, nào bạn nào xử lý cho cô được với câu số 35 ạ? Trở với cái câu số 35 nào. Cô sẽ xác định anh ý C và anh ý D trước. Trở ý C và ý D nó sẽ theo cái cấu trúc là it cộng với verb 1 chia ở bị động, đúng không ạ? Cộng với that cộng với S2 verb 2. Nhớ S2 verb 2 này. Vậy cô thấy là động từ thứ nhất của cô là think. Vậy dùng là it talk bạn. Nhớ rồi. Nhưng mà nhớ cho cô là nếu đã viết bằng it thì đằng về vế đằng sau ta giữ nguyên. Để xem nhé, cả C và D là it talk bạn. It talk bạn. Chợ learning a new language. Learning a new language. Chợ thấy được sau này. Giờ chúng ta thấy được là với cái anh ý C lại dùng là to verb không được. Vế sau của em phải giữ nguyên, tức là sẽ phải là chủ ngữ hai của chúng ta như nào, động từ hai như nào giữ nguyên. Vậy thì cái anh ý D của cô thỏa mãn, đúng không ạ? Ý C của cô sai. Để em thử xét cái cặp AB nữa nhé. Ý A với B đều viết bằng chủ ngữ hai. Đấy. Vậy chúng ta sẽ có cái cấu trúc sau, chiếu lại một lần này. Chủ ngữ 2 cộng với verb 1 chia ở bị động, rồi nó sẽ cộng với to verb 2 nguyên dạng nếu verb 2 verb 1 cùng thì, hoặc là to cộng với have cộng verb 2 phần thứ 2 nếu verb 2 verb 2 verb 1 khác thì. Vậy em xem cho cô nhé. Cô thấy được là A và B này, một cái là it talk, một cái là will talk. Đấy là động từ của cô là hiện tại. Vậy bị động nó sẽ phải là is chứ không phải là was.
Vậy thì ý B của cô sai, bỏ được một đáp án đi, đúng không ạ? Rồi, đằng sau là tu cộng với vốc nguyên dạng, chứ không bao giờ người ta đặt tu trước động từ khuyết thiếu là can như này được cả. Đây ý A của cô sai. Sau đó với câu 35, cô chọn được câu đấy là ý D nhá. Vậy là cô Trang đã hướng dẫn em xong với cái dạng bài tập trắc nghiệm nhận về bị động này, nhận phần bị động đặc biệt này, cả phần viết và cả phần tự luận. Nhờ bây giờ cô Trang sẽ hướng dẫn em cái cách chuyển từ câu chủ động sang câu bị động. Nhờ các bạn nhìn cho cô như sau này, rất đơn giản thôi. Phần này các bạn học từ lớp 6, lớp 7 rồi chắc là không làm khó các bạn được, đúng không ạ? Cách chuyển từ câu chủ động sang câu bị động này. Câu chủ động sẽ có cấu trúc là chủ ngữ, động từ chủ động và tân ngữ. Khi chuyển sang bị động nhá. Chờ, khi chuyển sang bị động thì tân ngữ của câu chủ động chuyển xuống làm chủ ngữ của câu bị động. Rồi sau đó thì của động từ ở câu bị động chia giống thì động từ ở câu chủ động, nhưng mà phải chia ở cái cột 3 trong cái bảng công thức này. Rồi sau đó đặt by cộng với chủ ngữ của câu chủ động xuống cuối câu bị động. Chờ, by cộng với chủ ngữ này đúng rồi, nó sẽ đóng vai trò làm tân ngữ. Nó sẽ đứng ở cuối câu bị động hoặc đứng trước trạng thái ra. Lưu ý, người ta bắt buộc bỏ by people. Người ta nói là bắt buộc bỏ tức là mình cho vào là sai. Chờ, bắt buộc bỏ by people, by someone, by somebody, by no one, by nobody. Chờ, có thể bỏ tức là cho vào cũng được, không cho cũng được, đúng không ạ? Có thể bỏ by me, by you, by them, by us, by him, by her. Đấy nhá, được chưa? Rồi, ok, bạn thân mến, cái từ là chính trị gia có một người thôi em, nên động từ chia số ít. Rồi, bây giờ cô sẽ thử với câu số 1, cô hướng dẫn em khoảng 2 câu thôi nhé. Chờ, với câu số 1, làm thế nào để biết rằng câu đó là câu bị động? Chờ, thì bạn sẽ lấy động từ để làm căn cứ. Với câu số 1 cô có động từ sau. Nhờ với động từ. Với động từ waters. Nhờ đây động từ này. Chờ bạn thấy được là phía trước của động từ là chủ ngữ và sau động từ sẽ là tân ngữ. Nếu tân ngữ mà chéo đứng đầu câu thì nó sẽ là câu bị động. Chờ bạn thấy được là em xong cái bước là đưa tân ngữ của câu chủ động xuống làm chủ ngữ của câu bị động rồi nhé. Động từ này của em có S, vậy là thì hiện tại đơn. Thì hiện tại đơn ở dạng bị động nó sẽ là chủ ngữ cộng với amir và phần từ hai. Đúng không ạ? Vậy thì em thấy được là chủ ngữ này của em có S là số nhiều. Vậy sẽ dùng to be là a. Được không ạ? Rồi tiếp tục. Với động từ water, bỏ S thêm ed. Rồi tiếp này, cứ có everyday là mỗi ngày, là trạng từ thời gian. Rồi vậy chúng ta sẽ có cái quy tắc là chúng ta sẽ phải đặt by cộng với chủ ngữ của câu chủ động cho nó xuống cuối câu bị động hoặc trước trạng thời gian. Vậy thì có trạng thời gian thì sẽ phải đặt by vào phía trước. Đúng không ạ? Bây giờ sẽ biết được là by the. Đúng không ạ? Đặt by lên trước trạng từ thời gian cho cô. Nhờ vậy cô sẽ có với từ là by the garden. Cô có từ garden là vườn. Cô sẽ có từ gardener nghĩa là làm vườn, đúng không ạ? Bởi người làm vườn. Rồi everyday. Xong câu đấy của chúng ta. Ok chưa? Rồi cô lốt cho em một cái câu thứ hai nữa rồi chúng ta nghỉ nhé. Nhờ hướng làm tương tự như vậy các bạn làm đối chiếu với đáp án. Trở với câu số 2 em thấy được là the painting. Nhờ đưa lên đây. Nhờ mà em thấy từ painting đứng sau động từ created. Trở về đứng sau động từ là tân ngữ. Mà tân ngữ trèo lên đứng đầu câu vậy nó sẽ là bị động. Trở bị động ở đây cô có đuôi ed là thì quá khứ. Trở thì quá khứ đơn, cô có bị động quá khứ đơn là chủ ngữ cộng với was hoặc were cộng với phần từ hai. Trở về thì với câu này cô có là the painting. Trở was có một bức tranh thôi đúng không ạ? Created. Được chưa? Rồi ở đây các bạn thấy là thế kỷ thứ 19 là trạng thời gian. Chúng ta đặt by trước trạng thời gian. Nhưng cô sẽ có là by a famous. Nhớ, by a famous artist. Đúng ạ, rồi in the chấm chấm đến hết câu. Đó không ạ, tạm thời thế nhé. Chờ những cái câu khác từ câu số 3 tới câu số 10. Ở trong cái đề này cô Tranh cố tình cho mỗi câu là một thì. Ví dụ câu 1 là hiện tại, câu 2 là quá khứ, câu 3 là tương lai. Đấy, câu 4 hiện tại em diễn. Để mà em làm từ câu 1 đến câu số 10, em sẽ áp dụng toàn bộ cái phần lý thuyết công thức. Chờ chuyển chủ động bị động với cái bảng này. Giờ thế còn cái lý thuyết chuyển chủ động bị động thì các bạn sẽ theo dõi ở cái phần lý thuyết ở trên. Giờ từ câu bây giờ coi như cái chuyên đề bị động là cô Trang hướng dẫn em xong này, chỉ còn từ câu số 3 đến câu số 10 các bạn sẽ tham khảo, các bạn làm xong bạn sẽ đối chiếu với lời giải trong cuốn này em nhé. Và thân mến, vậy là buổi hỗ trợ về chuyên đề bị động của cô Trang đến đây là hết. Giờ chúng ta đã học được cái phạm trù đây. Đợi cô xíu, cô Trang lấy cuốn này, cô Trang đánh dấu cho em cho nó dễ đấy nhá. Giờ tạm thời đến giờ phút này chúng ta đã tổng ôn được chuyên đề phát âm này, chuyên đề trọng âm này, chờ chuyên đề về thì và sự phối thì cô cho anh dạy rồi, nhờ cô cho anh không dạy lại nữa, chuyên đề về câu bị động rồi, chờ sự hợp giữa chủ ngữ và động từ có video hỗ trợ rồi, nhờ chứ là chuyên đề về phần thế nào, chuyên đề về mạo từ cũng có phần video rồi, chuyên đề về câu hỏi đuôi có rồi, lượng từ có rồi, thế nhá. Chờ chuyên đề về cụm động từ, nhờ giới từ,
cấu trúc và cụm từ cố định, những cái phạm trù gì mà cô Tranh đã livestream hỗ trợ rồi thì cô Tranh sẽ không dạy lại nữa. Vậy thì còn cần là những cái phạm trù còn lại, những cái phạm trù mà cô Tranh đánh dấu đây, tức là cô đã chữa rồi. Nếu mà các bạn muốn xem những cái phần đó thì các bạn vào trong YouTube của cô, vào cái mục danh sách phát mà cô Tranh ghi là sách trọng tâm kiến thức ôn thi vào lớp 10 ạ. Nhờ các bạn vào đó, nhờ các bạn sẽ đánh dấu cho cô, bạn vào đó bạn tìm cho cô những cái chuyên đề mà em cần học lại. Nhờ, chuyên đề về cấu tạo từ cô Tranh cũng hỗ trợ em rồi. Vậy thì còn những chuyên đề còn lại là chuyên đề về câu điều kiện, chuyên đề về câu ước, chuyên đề về trật tự tính từ, chuyên đề về các cấp so sánh, mệnh đề quan hệ, câu tường thuật, động từ quy tiếu và liên từ. Chờ, các bạn cần học nhá. Các bạn cần cô cho anh hỗ trợ tiếp chuyên đề nào nào? Nào, mai thích học chuyên đề nào để cô cho anh hỗ trợ nào? Còn câu điều kiện này, mà câu ước cô cho anh cũng hỗ trợ rồi. Nhá. Nhờ, bây giờ còn câu điều kiện là 1 này, còn trật tự tính từ là 2 này, còn các cấp so sánh là 3 này, còn mệnh đề quan hệ này, còn câu tường thuật, còn động từ quy thiếu, còn liên từ. Ok bạn thân mến, cái chương trình này cô hỗ trợ chương trình Trung học phổ thông quốc gia đấy ạ. Tuần sau là các bé lớp 9 thi rồi, thì cô Tranh đang chạy trước chương trình cho các bé lớp 9 trước. Rồi sau đó cô sẽ quay lại hỗ trợ các anh chị lớp 12 nhé. Được không ạ? Nào mai các bạn thích học cái gì nào? Nói chung là những cái chuyên đề cô đều có hai phần như hôm nay, đều có phần trắc nghiệm và đều có phần viết lại câu. Nhờ, ví dụ như chuyên đề câu điều kiện này, chuyên đề các cấp so sánh, mệnh đề quan hệ, câu tường thuật. Nhờ, những liên từ nữa thì những cái chuyên đề này nhờ đều có hai phần. Nhờ, nếu mà ra trong đề thi của em ấy, nó có thể ra dạng trắc nghiệm để chọn ra đúng, hoặc nó có thể ra dạng viết lại câu. Thế nhá. Nào thích ôn cái gì nào? Nhờ, ngày mai các bạn thích ôn phạm trù gì nào? Câu điều kiện nào? Chờ, câu điều kiện hay các cấp so sánh? Thôi cố chọn nhé, không thấy các bạn phản hồi. Nhờ, ok. Nhờ, rồi cô ngày mai chốt này. Mai cô sẽ hỗ trợ em hai chuyên đề, đó là các cấp so sánh và trật tự tính từ trong tiếng Anh. Nhớ nhé. Ngày mai cô sẽ hỗ trợ em với hai chuyên đề là trật tự tính từ và các cấp so sánh. Nghe này, hôm nay cuối buổi livestream cô Tranh nhắc lịch ngày mai rồi, nên là cô Tranh sẽ không thông báo cái lịch nội dung học nữa. Đúng không ạ? Ngày mai chúng ta sẽ học hai chuyên đề là trật tự tính từ và các cấp so sánh. Chủ nhật sẽ học câu điều kiện, yên tâm. Cô sẽ hỗ trợ hết tất cả các chuyên đề trước khi các bạn đi thi. Ok. Và thân mến, vậy là buổi hỗ trợ của cô Tranh đến đây là hết. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình trưa mai em nhé.